Chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút kinh nghiệm liên quan đến cái việc đó, chính là xử lý cái lỗi khi mà bạn đăng nhập cái game đột kích nó báo là lỗi server đầy các bạn nhé. Thì cái lỗi này thì mình cũng đã xử lý cho rất nhiều bạn rồi. Có rất nhiều bạn gặp cái tình trạng như này mà lại không biết. Bởi vậy nên mình làm clip này để cho các bạn tham khảo cái cách này để các bạn xử lý nhé. Rồi ok, các bạn chờ một chút để mình vào cái game đột kích đã. Rồi mình sẽ đăng nhập để cho các bạn xem. Ok. Đây, thì bình thường nó vào cái màn hình đăng nhập như thế này thì chúng ta sẽ ghi cái tài khoản và mật khẩu đây đúng không? Bây giờ mình ví dụ nhá. Đấy. Mật khẩu là. Đấy, các bạn sẽ ấn đăng nhập. Thấy chưa? Thì khi các bạn đăng nhập như này thì nó rất lâu. Nó rất lâu luôn. Nó không vào game mà nó cứ đứng như này. Các bạn hiểu không? Nó cứ đứng như này. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ hiện ra một cái lỗi. Đợi một chút, nó hiện ra cái lỗi thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý nhá. Cái này mình thấy rất nhiều bạn bị luôn ấy. Rất nhiều bạn bị và mình ultra view để xử lý cho ấy. Nên cái này là đôi khi mình không chú ý. Đây là nó bị cái tình trạng như này. Lâu quá nhỉ? Các bạn chịu khó chờ một chút. Bình thường là clip này nó phải tầm 8 phút. Nhưng mà dạo này gần đây thì mình làm clip khoảng tầm 2-3 phút rồi. Ok, đây các bạn này. Nó ba cái lỗi rồi này. Server đầy này, vui lòng thử lại này. Thật ra nó dấu hỏi cho mình không biết là gì, nhưng thực ra là server đã đầy, vui lòng thử lại. Thì với cái lỗi này thì nó cũng có thể do cái server của game đột kích nó đầy, nhưng mà không phải lúc nào cũng bị như thế. Đấy, có những thời điểm nó bị như thế này và nó cũng báo như này. Ok chưa? Và có những cái việc lỗi là do cái lý do khác. Bây giờ mình sẽ cho cái lý do đấy. Bây giờ các bạn ấn xác nhận nhá. Ấn xác nhận thì nó đơ đơ một lúc và nó sẽ thoát ra ngoài. Thì đây, cái vấn đề thứ nhất này, mình sẽ xử lý cho bạn này. Đầu tiên các bạn lại kích lại đột kích này. Kích lại đột kích nhá. Thì các bạn hãy chú ý, vừa nãy là mình cái nick của mình ấy, mình ghi là chữ hoa đúng không? Đạt đủng đỉnh, thì cái đạt đủng đỉnh mình viết là chữ hoa đúng không? Đấy, cái vấn đề quan trọng nó nằm ở cái đấy. Thì có nhiều bạn ấy, cái nick khi mà các bạn tạo ấy thì các bạn thường viết chữ hoa. Khi mà các bạn đăng nhập vào game đột kích thì các bạn cũng để chữ hoa. Nên là thường sẽ xảy ra cái lỗi đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm lại thử xem nhé. Cái này nó không phân biệt chữ hoa chữ thường đâu. Chỉ có mật khẩu mới phân biệt thôi. Đây nha, mình ghi lại cái nick của mình này. Bình thường nó là ấy đúng không? Bình thường vừa nãy là mình ghi chữ hoa đúng không? Rồi, ấn đăng nhập nhá. Thấy chưa? Vào được game rồi. Ok chưa? Đấy thì cái vấn đề thứ nhất nó là do cái nick của các bạn ấy. Các bạn tạo nó là chữ hoa. Và các bạn đăng nhập đây các bạn cũng viết là chữ hoa. Bởi vậy nên là giải quyết là gì? Các bạn sẽ không viết chữ hoa nữa mà các bạn viết chữ thường. Chỉ có mật khẩu thì các bạn viết chữ hoa thì được. Còn cái nick, cái tên nick thì các bạn phải viết chữ thường nhá. Ok chưa? Và cái thứ hai là ngày trước thì nó cái lỗi này nó lại liên quan cái việc đó là cái mật khẩu của các bạn quá dài. Mật khẩu quá dài. Ngày trước mình nhớ là hình như là 12 ký tự trở lại. Thì cái mật khẩu có những người khoảng tầm hai mấy thì nó cũng báo cái lỗi đấy chẳng hạn. Đấy là ngày trước có những trường hợp bị như thế các bạn nhá. Hoặc là các bạn để cái việc mà các bạn đăng nhập quá lâu. Thường thì các bạn ghi nick rồi ghi mật khẩu thì các bạn ấn enter luôn để các bạn vào trận. Có những bạn thì để quá lâu. Đấy, các bạn để quá lâu thì nó sẽ gặp những cái lỗi như thế. Ok chưa? Rồi, thì đấy là một vài cái nguyên nhân hoặc là cái cách giải quyết để các bạn có thể xử lý. Cái thứ nhất là do server của đột kích thì mình không nói. Nhưng mà có thể là do các bạn viết chữ hoa, cái tên nick của các bạn. Do các bạn để cái mật khẩu quá dài thì các bạn đổi lại mật khẩu cho ngắn ngắn một chút. Thứ ba là do các bạn đăng nhập, để đăng nhập quá lâu, ghi nick, ghi mật khẩu phát thì các bạn ấn đăng nhập luôn thì xem còn báo lỗi này không nhé. Nếu bạn nào vẫn bị có cái lỗi này thì các bạn hãy PM mình thì mình sẽ hỗ trợ cũng như giúp đỡ các bạn. Chào các bạn và chúc bạn thành công.